Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre. Hôm nay bên con xin giới thiệu combo 3 dòng mặn xanh. Dạ. 3 dòng bạn này là màu tái nó đều mang màu xanh hết. Dạ. Điều đầu tiên con xin giới thiệu là mặn xanh ngọt bánh tre. Dạ. Có người gọi là mặn xanh đường bánh tre cũng là nó luôn. Dạ. Đây, dòng đời xưa cũ của bánh tre con rồi cô chú anh chị. Bạn thứ hai là bạn tam hoa. Trong ba cái bạn xanh này, bạn tam hoa là cho trái bự nhất và to nhất. Dạ đây. Bạn cuối cùng con xin giới thiệu đến và giá thành, giá trái và giá cây đang rất là cao và đang hot luôn là bạn xanh ngọt Sóc Tăng. Dạ, con lấy trực tiếp cái đầu dòng của chị Thanh Ngân nên con đặt theo cái của chị Thanh Ngân luôn. Có người gọi là mặn xanh đường Sóc Tăng cũng là nó luôn. Dạ. Đây. Cái gì mà cây đầu dòng thì mãi đỉnh của chú anh chị. Dạ. Tại vì nó lâu đời. Dạ. Bên con cái dòng mà xanh đường sóc xanh ngọt Sóc Tăng này là con nhánh chiết hoàn toàn trực tiếp từ cây đầu dòng nên cho có độ chuẩn và độ ngọt nó là sau này của chú anh chị trồng nó mới đảm bảo. Dạ. Mặn bánh tre này của con, mặn xanh ngọt bánh tre này của con á là được gốc chui. Có những lô thì con chiết cành, mà lô chiết cành con hết rồi. Mặn tâm hoa cũng vậy. Có khi là con chiết cành, có khi là con chiết cành ốp ly của chú chị, có hơi khi là con chua cành. Dạ. Dạ, cả ba đây. Hai bạn này ăn công tâm mà nói là nó có những vị chua nhẹ. Mặn xanh ngọt này thì con chắc chắn của chú chị là không có gì chua. Dạ. Đó, combo 3 lô mặn bên con. Cần cái giống những bằng này xin liên hệ bên chị con. Rất dễ cho hoa đậu tái của chú anh chị. Đó. Về con khuyên của chú anh chị, mẹ nó có tái của chú anh chị để một hai tái chơi thôi, để cho cây nó lên lọc bắt được của chú anh chị. Đừng có để quá cây nó mất sức. Dạ. Những cái nách này nè, về của chú anh chị tòng có thể là nó hoa. Nó sung thì nó sẽ đi tược. Miễn mà nó còi thì sẽ đi hoa, nhưng con mạnh dạng của chú anh chị, phiên của chú anh chị cứ mạnh dạng bỏ em con. Tại vì miễn mà cây nó tống lá quá thì buộc nó sẽ đi đọt hoặc là đi hoa. Chú anh chị lưu ý. Những cái mẫu tái và mẫu lá những cái bạn này là hoàn toàn là khác nhau. Dạ. Nên cô chú anh chị nhận cái giống rồi, cô chú anh chị sẽ yên tâm. Dạ. Mẫu lá và tái nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Dạ. Bên con bán cái gì cả đó cô chú anh chị cứ yên tâm ạ. À. Dạ. Đây, đó. Cây đầu dòng nha cô chú anh chị. Trồng một cây nữa này ngọt là sẽ ngọt, chua là cà chua nha chú anh chị. Cái này nó có hậu ngọt và chua nhẹ. Dạ, bánh tre. Cái này là tâm hoa. Dạ, là bạn này tái bự nhất trong các dòng. Dạ. Trong các dòng mà gọi là năm nay là dòng mãng xanh. Dạ. Rồi, cần cái giống những bạn này xin hệ bên chị con. Con xin chốt video lại ở đây, dễ thì con bao chú anh chị luôn. Đó, đây cái bầu hết. Đây. Đó, chú anh chị coi ạ. Đó. Đó, rất là khỏe mạnh luôn. Rồi, con xin chốt video lại ở đây. Con xin thành cảm ơn. Tôi quên nữa, nói chiều cao nữa. Là con bao của chú anh chị là tất cả các ba cái dòng con cung cấp đây là tên 40. Dạ, con chân thành cảm ơn các chú.